Tiếp theo chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu kính mời với phần tham gia của câu lạc bộ khiêu vũ Phong Lưu với tiết mục điệu nhảy được mang tên điệu Roi qua tiết mục nhảy đôi. Trân trọng được kính mời các anh chị. Câu lạc bộ khiêu vũ Dương Xá chuẩn bị. Trong vỗ tay của bà con nhân dân cùng các câu lạc bộ, chúng ta chúc mừng. Đó là một vũ điệu hết sức tuyệt vời đã đến với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay.